xem này, bà con gặt lúa kiểu này gặt kiểu gì? Chết thôi nhỉ. Thế này xong thì về thì có cho vào máy được không hay là phải đập? Máy phụt ra thì nát hết lúa nhỉ? Ăn. Nó lên mầm rồi á? Ôi chết thôi. Cái chỗ này là hôm vừa rồi lụt hả bác? Gặt cho gà cho lợn rồi á, thế cứ mà ấy rồi về phơi lên vẫn sát được chứ? À nếu mà phơi lên thì thóc nó cũng bục ấy nhỉ? À thóc giống còn không được mà gặt này lâu vất vả ấy. Nếu mà bình thường ấy, cái máy họ cua một cái là xong hết đấy đúng không? Quá là vất vả làm được hạt thóc lên thế này rồi xong thì lại bị ngập lụt thì đổ này. Ôi rồi ôi. Em ngoài đu thôi. À đây này, mậm đây này, lên mậm hết mậm đây rồi. này. Đây mậm hết rồi. Đây này đúng không? Mậm hết rồi. Lên mậm hết rồi. Ôi, kiểu như là đỗ giá rồi. Ừ, như đỗ giá rồi. Cái này về chỉ có tôi cứ gỡ không? Được ít nào thì gỡ thì lúa này thì giống rất tốt thế nhưng mà hỏng hết rồi chú ạ. Nó là giống lúa gì ạ? Cái giống lúa gì nó mới bồng to lắm. Ở bồng rất to đúng không? Ngâm hai trận lụt cơ mà. Đấy hôm kia một trận mới được trước một phát. Hai trận luôn. Nước lên đúng lên mấy mấy rồi. Ừ. Thì chỗ này là bằng đây nó cách chỗ này một tí thôi. Vâng. Nước lên vẫn gần này. À. Thế thì làm gì không đổ đúng không? Xóa sổ. Ừ. Nhà anh có bị ngập nhiều như này không? Anh đang bị chỗ này vào 2,5 đấy, 2,5 đấy. Ờ. Nhà có chỗ độc chỗ này thôi mà. Thế bên kia một tí thì gạt trước rồi. Vất vả quá. Thế này thì rồi này khắc phục được ít nào hay cái đấy thôi, bỏ nó phí đi đúng không? Chỗ này mất 80-90% rồi. Ờ. Cái này thì chỉ cần nghiền cho lợn thôi. Cái này chỉ có nghiền cho lợn thôi. Ừ. Này về là đói ăn là vợ chồng là sinh ra cãi nhau là đánh nhau đấy. Thôi lại phải làm cái khác để gỡ lại thôi. Đấy, cảm ơn. Thôi chào các bác nhá. Đấy bà con và các bạn thấy không, làm đúng là làm ra được hạt thóc hạt gạo không hề đơn giản tí nào. Nào là thiên tai bão lũ đấy, thế rồi là không riêng gì hạt thóc hạt lúa, thậm chí là nuôi con gà con lợn hết dịch cúm gia cầm rồi là nở mồm long móng này, thế rồi cái gì bây giờ dịch tả châu Phi làm rất là thiệt hại đấy. Không ngờ là những cái người bà con nông dân bây giờ lại khổ và kiếm ra đồng tiền đồng hạt thóc này khó khăn đến như vậy. Thế thì nhân đây thì tôi cũng kêu gọi các bạn ấy, ai mà cũng có cái điều kiện một chút thì mua bán những cái nông sản của người nông dân làm ra thì chúng ta cũng không nên cỏ kè bớt một thêm hai. Đấy, thực ra đấy không phải là chúng ta là keo kiệt mà chúng ta ấy có một cái thói quen đi chợ mua những cái gì của người nông dân là chuyên môn là mặc cả đấy, mua để cho nó rẻ nhất đấy, có những người mua rẻ lại còn thích. Thế thì đây cũng là một cái thông điệp là tôi muốn cũng muốn nói với các bạn rằng chúng ta hãy ủng hộ những người những bà con nông dân làm sao mà để cho
cái đời sống của bà con nông dân nó đỡ bớt, nó bớt những cái khổ cực, những cái vất vả. Đấy, tất nhiên là nhà nông là vất vả rồi, nhưng mà chúng ta phải hiểu và thông cảm cho họ. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã xem và chia sẻ video này. Cảm ơn.